Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay là ngày 29 tháng 10, thì còn 2 ngày nữa là hết tháng rồi, chuẩn bị qua ngày Halloween nè, rồi chuẩn bị sắp Tết rồi cô chú anh chị ạ. Nhưng mà tình hình chiến sự ở Ukraine vẫn còn rất là nóng. Mấy ngày nay ở thành phố mình á, những cái cảnh sát, FBI, những cái đặc vụ á, thì người ta đến những cái ngôi nhà mà căn chung cư cao tầng nhiều á, thì người ta đến cái kiểu giống như là người ta hợp với gì, người ta hợp những người dân ở những cái khu vực đó. Tại vì sao chú anh chị biết không? Tại vì á, người dân ở tầng cao á, thì cái tầm nhìn của họ sẽ dễ thấy hơn, và đôi lúc đó, họ có thể thấy những cái cuộc tấn công tên lửa này kia, và những cái drone mà tấn công vô đó, họ có thể là phòng không đồ chặn hay ở một cái địa điểm nào đó. Thì đôi lúc cái người dân, nhiều người ta tò mò, và nhiều người cũng cái kiểu đưa lên mạng rồi này kia đó, cũng kiểu là lăn tranh đó, đưa lên mạng đó, thì người ta sợ những cái sự việc đó xảy ra, cho nên là bắt đầu rất là nhiều trường hợp xảy ra là người dân đó quay quay những cái nơi mà xảy ra cái cuộc đụng độ đó. Thì đôi lúc cũng không bất lợi cho Ukraine. FBI chuẩn bị đến mùa đông rồi đó, thì sắp có nhiều cuộc tấn công lớn đó. FBI thì bắt đầu người ta hợp những cái người dân ở những cái ngôi nhà đó, là yêu cầu không được quay một cái video, không có được chụp ảnh gì hết luôn. Nói chung là mọi thứ, nếu mà thấy chặn tên lửa hay thấy một cái gì đó, thì nói chung là không nên đăng tải lên, rất là nguy hiểm cho quân đội Ukraine cũng như là người dân, chính bản thân của mỗi người luôn đó. Thì mình nghe thì sống trong một đất nước chiến tranh đó, thì đến lúc mà khi mình nghe về những cái vấn đề mà liên quan đến quân đội này, cảnh sát, rồi những cuộc tấn công ấy, là mình cũng hầu hợp. Nhưng mà thao cỡ của chúng chị, người ta dặn phòng hờ á, tại vì gần 2 năm nay có rất nhiều trường hợp xảy ra, nhiều người dân, những cái bạn trẻ và những cái người lớn nữa thấy những cái cuộc tấn công xong rồi đăng tải lên, rồi đôi lúc như vậy á thì phía Nga họ lại nhắm được cái mục tiêu của chúng chị, cho nên rất là nguy hiểm. Hôm nay của chúng chị thì vẫn một cái tin nóng, đó là về khu vực Avdiivka. Avdiivka thì trong vòng gần 3 tuần nay thì rất là nóng ở khu vực này, thì theo dự tính là gần 3 tuần thôi, nhưng mà quân đội Ukraine, phía Nga tấn công rất là nhiều lần nhưng mà đều bị chặn hết. Nó giống như của chúng chị, phía Nga đó, họ tấn công lên, họ muốn bao vây quân đội Ukraine nhưng mà không có được. Thì quân đội Ukraine khi mà có được những cái vũ khí tầm xa như là những cái tên lửa và những cái drone đó, bây giờ quân đội Nga phát triển về cái hệ thống những cái drone của chuyện những cái máy bay không người lái đó, hiện đại bây giờ quân Nga tự sản xuất và mua thêm nữa, cho nên là quân đội Nga sử dụng rất là nhiều để phá xe tăng, những cái thiết bị mà một cái máy bay không người lái mà có thể tiêu diệt được một chiếc xe tăng, có thể một chiếc xe tải mà chở nguyên liệu, có thể tấn công vô xe bọc thép mà nhắm vô cái địa điểm mà gần mình xăng á, tấn công vô cái là nổ hết rồi chứ gì đó. Thì hiện ra trong vòng gần 3 tuần nay mà quân đội Nga thống kê là tầm 250 xe bọc thép và 100 xe tăng, và cái số lượng mà su 25 trong vòng mà một tháng nay á, trong vòng khoảng hơn 3 tuần nay của anh chị, thì con số lượng lên đến gần hơn 20 cái su 25. Thì trong ngày hôm nay á, thì người ta thông báo là đã một chiếc máy bay Su 25 của Nga đó bị quân đội Nga tiêu diệt ngay cái khu vực Avdiivka. Có một cái tin là 13 quân xâm lược, nghĩa là 13 quân Nga đó đầu hàng. Thì cô chú chị biết khi mà quân đội Ukraine đó họ nói chung là hai bên đánh nhau, hai bên tấn công và mục tiêu tìm mục tiêu, nhưng mà nếu như mà quân Nga đó họ đầu hàng á, quân Nga họ đầu hàng thì tất nhiên là quân đội Ukraine họ sẽ bắt làm tù binh. Thì bắt làm tù binh ở Ukraine đó thật sự là không có tra tấn, không có bắt, không có hành hạ, không có làm gì hết trơn á, bắt là vô tù thôi. Vô tù thì ngày có 3 bữa ăn và có sân vận động, có sân chơi như là chơi bóng chuyền, chơi bóng rổ, rồi chơi bóng đá, rồi thí dụ làm việc nữa. Quý anh chị, có những cái nơi mà để cho tù nhân Nga đó họ có thể là theo thù làm một cái gì đó bằng tay để cho họ có tinh thần đó. Ăn uống ngày 3 bữa, đến mức độ mà khi mà những cái người lính Nga mà ra mặt trận đó, nếu mà được bắt làm tù binh là những người may mắn đó, tại vì họ có thể tự cứu sống bản thân họ đó. Còn ngược lại, phía quân đội Ukraine mà khi mà bị quân Nga bắt đó, thì sẽ bị tra tấn, hành hạ, đến khi mà trả về là người ta chỉ còn bộ xương thôi, là rất là ốm yếu luôn.
Vậy những người bị khủng hoảng tinh thần là bị tra tấn nhiều quá. Có một cái tin đó là quân đội Ukraine tấn công sâu vào vùng lãnh thổ của Nga, là cái vùng Krasnodar. Cô chú chị, Krasnodar là cái khu vực thành phố này có một cái nhà máy lọc dầu rất là lớn. Thì người ta dự tính là cái máy nhà máy lọc dầu này vào năm 2022 không đó, mà nó lọc dầu trên 7 triệu tấn. 7 triệu tấn dầu, chú chị, là cái loại dầu này á, là nó có thể dùng để sử dụng cho phòng không, nghĩa là dùng cho máy bay chiến đấu á. Mà cái mục đích của cái nhà máy lọc dầu nó sản xuất chuyên về những chiếc máy bay của Nga chiến đấu ở quân đội Ukraine, dùng trong chiến tranh quân sự không à. Năm 2022 mà nó sản xuất ra 7 triệu tấn, thì ngày hôm qua quân đội Ukraine là tấn công, quân đội Ukraine tấn công vô vô cái nhà máy lọc dầu này làm cho nó bị hư hại. Thì đây là một cuộc thành công, thì quân đội Ukraine nói là sẽ có những cái cuộc tiếp theo nữa để cho ngăn chặn cái đường tiếp viện, đặc biệt là những cái nhiên liệu mà phòng không á, rồi chặn những cái nhiên liệu vũ khí, những cái xe vận tải mà chuyên chở hàng mà di chuyển đến những cái tiền tuyến của phía Nga ở trên đất Ukraine đó. Thì phía Ukraine là chặn phá những cái tàu lửa nè, những cái tuyến tàu lửa, những cái cây cầu, những cái phà, rồi canh những cái xe tải mà nó chiên nhiên liệu ra đó. Ukraine tấn công vô những đó, nhưng mà khá nhiều, tấn công nhiều cũng còn nhiều, nhưng mà làm gì làm cũng sẽ có ngày đến ngày hết, tại vì phía Nga là phía quân xâm lược đưa tiến quân vào Ukraine, thì tất nhiên quân đội Ukraine người ta có một cái chiến thuật để mà làm tiêu hao phía Nga. Thì vì vậy hiện tại bây giờ Ukraine đó sản xuất rất là nhiều drone, và có những nhiều nhà máy chưa bắt đầu sản xuất. Một tháng mà ta dự tính lên đến là hàng chục ngàn cái máy bay không người lái để mà sử dụng vào chiến trường. Thì có rất nhiều video mà tải lên đó, tấn công vô những chiếc xe tăng, những cái xe tải, xe bọc thép, và quân Nga, những cái điểm căn cứ của quân Nga luôn, máy bay không người lái thôi. Mà bây giờ, hiện tại bây giờ máy bay không người lái bây giờ Ukraine có thể nâng cấp nó lên đó, của chúng chị, nó chạy, nó bay đến 1.000 km nữa, nó bay đến 1.000 km, cho nên là bay sâu vào lãnh thổ Nga luôn đó. Cái điều này mình tin tưởng vào quân đội Ukraine và hệ thống Ukraine của chúng chị. Những ai mà ủng hộ Ukraine thì tất nhiên sẽ mừng. Ngày 28 và ngày hôm nay là ngày 29, thì Tổng thống Zelensky có một cái cuộc họp hội đàm 65 quốc gia ở tại một hòn đảo ở nước Ý. Thì đây là cũng của một quốc gia nhỏ thôi, Malta, nước mà tiên tiến phát triển trên thế giới ủng hộ Ukraine, thì 65 nước top trên thế giới thì tham gia cái cuộc họp này. Thì mình xin chia sẻ đó là gồm những cái vấn đề mà Tổng thống Zelensky nêu lên. Đầu tiên là an ninh về hạt nhân, thứ hai là an ninh về năng lượng, thứ ba là an ninh về lương thực, và định hướng nhân đạo là bao gồm là thả tù nhân Ukraine và những người mà bị trục xuất mà khi quân Nga chiếm đóng ở những cái khu vực trong thời gian đầu đó, khi mà quân đội Ukraine, đất nước ra không có một cái gì đó để cản đó, thì Nga là cứ áp hết đưa quân vô, thì họ chiếm được những cái họ chiếm rất là nhiều thành phố của lãnh thổ Ukraine, họ thu nhỏ Ukraine lại, họ tấn công vào từ Belarus vào Kiev luôn, vào thủ đô luôn đó. Trong thời gian đầu Ukraine không có phòng vệ từ biên giới, của không có được bảo vệ từ biên giới, cho nên là quân Nga đưa vô rất là đông, cho nên họ chiếm được nhiều thành phố như hiện tại bây giờ, như là một nửa Kherson nè, Tả Ngạn, một bộ vực của Kherson nè, bờ trái đó, rồi khu vực Donetsk, Luhansk đó, thì 9 năm nay là đã có rồi, cho nên là không có tính vô nữa. Nhưng mà về khu vực ở Zaporizhia thì hầu như là cũng không có chiếm hết, tại vì Zaporizhia cũng là một thành phố lớn, vì vậy là cũng nhiều khu dân cư người dân vẫn ở bình thường, vẫn sống, đôi lúc thì có tấn công đó. Nhưng mà quân Nga đang chiếm hiện tại, như là gồm có những cái khu định cư nhỏ và những cái khu thành phố nhỏ thôi, nhưng mà bao gồm đất rừng, đất nông nghiệp rất là nhiều thành phố ở khu vực Zaporizhia đó, và Mariupol, cảng biển tự gần biên giới với lại Nga đó. Thì thời gian đầu mà cô chú anh chị, quân đội Nga không có gì hết để mà đông, có không có gần, không có ngăn biên giới, không có bảo vệ biên giới gì hết đó. Rồi quân Nga tiến vô là chiếm luôn đó, thì bây giờ là phải lấy lại. Vì vậy là Tổng thống Zelensky là kêu gọi là thả những cái người mà bị trục xuất ra khỏi đất nước Ukraine khi mà quân Nga đến đó. Họ bắt những cái người nào mà muốn
đi ra khỏi thì họ cho con đường đi qua Nga, thì phía của Nga kêu gọi thả những người này ra, là bắt những cái người này vô những cái trại kêu là trại tị nạn của chú ở Nga luôn, khôi phục toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine và giữ trật tự thế giới. Đó là cái điều mà Tổng thống Zelensky nêu lên trong năm điều mà ông nêu lên trong một cái cuộc họp hội nghị của 65 quốc gia. Tấn công 2 3 ngày nay của chú, 2 ngày nay, ngày 28 và ngày 29 tháng 10 này, thì thành phố Kherson nhiều thông tin đưa lên đó, là quân Nga tấn công phòng không mà từ máy bay ném bom xuống của chú chị, làm cho tổng cộng là khoảng 5 người của chú chị, 5 người thiệt mạng và thêm mấy người bị thương nữa. Và những cái nhà khu định cư, mà những cái nhà dân mà ở những cái vùng quê, những cái người đó ở cái khu vực gần gần quân Ukraine và quân Nga đó, ở vẫn còn những người già ta ở, ta còn sống, thì bị ném bom rồi, người ta cũng nhà cửa cũng bị thiệt hại nhiều. Người ta kê khai ra là từ ngày xảy ra cuộc chiến tranh tới bây giờ á, từ ngày 24 tháng 2 đến bây giờ, thì cái thành phố Kharkiv, phố lớn thứ hai của Ukraine, là cái thành phố này rất là nhiều đông dân người Việt Nam mình sống ở đó, có cả chùa Việt Nam nữa. Cái nơi này giống như là một cái nơi mà rất là nhiều người dân buôn bán ở chợ như vậy, buôn bán ở chợ đó rất là lớn. Sau khi mà xảy ra cuộc chiến tranh thì nhiều người dân Việt Nam mình đi ra khỏi rồi, đặc biệt là qua châu Âu rồi qua Canada, đi đi khỏi nhiều. Chắc bây giờ mình nghĩ chắc cũng còn vài phần trăm ở đó thôi. Ngay cả người Ukraine người ta cũng đi nữa, có người thì đi về, còn người Việt Nam mình thì hầu như là đi, chắc về là về lấy quần lấy đồ thôi, kinh doanh rồi về công việc thôi, xong rồi đi lại hết. Còn một số người Ukraine thì người ta đi xong rồi ổn định đó, người ta về, tự người ta còn có gia đình ở đây nữa. Người ta thiệt hại, người ta thống kê cái thiệt hại mà từ ngày 24 tháng 2 đến bây giờ đó, lên đến 70% xe buýt công cộng, 7% là số lượng xe buýt mà bị cháy, hoặc là những cái trường hợp vô những cái bến xe buýt, những cái xe buýt đang lưu thông đó, những cái ngày đầu chị, tháng đầu, những cái thời gian đầu nhiều lắm. Quân Nga có tiến vào thành phố Kharkiv ở đó, xong sau đó quân đội Nga đẩy ra khỏi, là rút rút về biên giới Nga, thì thành thử sau thời gian đó là pháo kích vô nhiều hơn nữa, nhưng mà thì cả nhiều anh chị, lên đến 7% xe buýt công cộng và 50% xe điện của chú anh chị, số con số rất là lớn luôn. Chia sẻ một cái điều thì mình thấy hay, mình muốn chia sẻ đến bà cô bác, đó là một cái lời phát biểu của một ứng cử viên tổng thống Mỹ, đảng viên đảng Cộng hòa Christie, kêu gọi tăng cường viện trợ cho Ukraine. Thì mình nói trước lúc trước rồi, đảng Cộng hòa hay đảng Dân chủ, nếu đảng nào lên cũng sẽ ủng hộ cho Ukraine. Mình hy vọng vào cái điều này, mình sẽ tin vào cái điều này, hy vọng là sự thật. Thì ông có nói thế này, ông Christine nói lầu năm góp chi 5% ngân sách hàng năm để viện trợ quân sự cho lực lượng vũ trang Ukraine. Quân phòng thủ Ukraine với vũ khí của Mỹ đã phá hủy một nửa số thiết bị của Nga trên chiến trường. Theo đảng Cộng hòa, Mỹ cần hỗ trợ nhiều hơn nữa để thực hiện lời hứa mà nước này đã đưa ra với các đối tác và đồng minh. Nếu không, các đối tác có thể nghi ngờ việc Mỹ thực hiện lời hứa của mình. Là một cái điều mà khi mà Mỹ á, hỗ trợ cho Ukraine để mà chiến đấu đến cùng, như là những cái ngày đầu mà Mỹ và đồng minh hứa á, thì mình nghĩ và mình hy vọng và mình tin vào cái điều này, nước Mỹ và đồng minh châu Âu sẽ ủng hộ cho Ukraine đến cuối cùng. Tại vì nếu mà Mỹ bỏ rơi á, thì trên thời gian sau này chẳng có nước nào tin Mỹ nữa. Đó là cái điều thật sự. Còn những ai mà mang cái tiếng ở Mỹ thì mình nghĩ những cái người này là những cái người có thể là người sống ở ở Nga, ở những đất nước nào đó họ ủng hộ cho Nga và họ nói họ đang ở Mỹ. Đó, nhưng mà thật sự cũng không hẳn là những cái lời nói láo của họ nói thôi. Chứ mình nghĩ nếu mà một người Mỹ, những cái người mà ủng hộ cho Putin á, cho nước Nga đó, không ngừng viện trợ cho Ukraine, thì mình nghĩ số lượng nó không nhiều. Nhưng mà một đất nước Mỹ đến hơn 300 triệu dân, hơn 300 triệu dân, thì mình nghĩ số người ủng hộ cho Ukraine nhiều. Bằng những cái người Mỹ của anh chị, mình xem nhiều kênh truyền hình, và đặc biệt những cái khán giả xem nhiều kênh, người ta sống ở Mỹ và những cái nước ủng hộ cho Ukraine nhiều, thì mình nghĩ mà cái việc Mỹ viện trợ cho Ukraine là một cái điều, có những cái đảng viên á, ở ở Mỹ á, làm ở đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa luôn, người ta cũng nêu những cái quan điểm của họ là nên ủng hộ cho Ukraine. Tại vì á,
vũ khí, các cô chú anh chị nghĩ gì? Vũ khí á, của Mỹ sản xuất ra và đồng minh NATO sản xuất ra để làm gì? Đi để bài trừ, như là để phòng ngừa nước Nga thôi, Trung Quốc thôi. Nhưng mà hiện tại bây giờ Nga đang chiến đấu, Ukraine đang chiến đấu với lại nước Nga, thì nếu mà Ukraine thắng trong cuộc chiến này thì trong tương lai cô chú anh chị nghĩ sẽ không có cuộc chiến nào, chiến tranh nào nữa. Nếu như mà Nga suy yếu, Nga thụt lùi 50 năm thì Trung Quốc sẽ không dám làm cái điều này tương tự. Vì vậy những cái nước nhỏ sẽ yên tâm hơn nếu mà Ukraine thắng trong cuộc chiến này đó. Vì vậy mình nghĩ Mỹ và đồng minh sẽ giúp cho Ukraine chiến thắng, họ bỏ tiền, Ukraine bỏ sức, đó là một cái điều và nó là công bằng. Chia sẻ nữa đó là chiến tranh ở Israel của chúng chị, thì mình cũng không có, mình chỉ thấy lo một cái điều đó là hiện tại bây giờ có rất là nhiều nước Hồi giáo ở Trung Đông người ta ủng hộ cho Palestine. Vì vậy Thổ Nhĩ Kỳ hiện tại bây giờ cũng là một đất nước công khai ủng hộ cho Palestine, và họ tuyên bố là muốn leo thang. Bằng chứng là ngày hôm qua tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ ông Erdogan đó, ổng tổ chức một cái cuộc biểu tình luôn. Tổng thống mà kêu gọi người dân tổ chức một cái cuộc biểu tình trên khắp đất nước, thành phố, đặc biệt là thủ đô của Thổ Nhĩ Kỳ của chúng chị, đó là Turkey, thì Istanbul chứ, thủ đô của Thổ Nhĩ Kỳ là Istanbul, còn Turkey là cái tên tiếng Anh của chúng chị, xin lỗi. Thì của chúng chị hàng trăm ngàn người đứng ra biểu tình, thì mình cảm thấy lo. Bây giờ Israel á, là bây giờ một đất nước cũng nhỏ thôi, mà một mình họ bây giờ bắt đầu rất là nhiều xung quanh mà kêu gọi ngừng chiến. Cái là Israel bây giờ hiện tại bây giờ quân đội của họ đã tiến vào cái dải Gaza rồi, cho nên á những cái nước mà Hồi giáo đồng minh ở châu Âu, Trung Đông á, thì họ ủng hộ mà họ muốn bảo vệ cho Palestine. Vì vậy là kêu gọi ngừng Israel á, đừng có tấn công vào dải Gaza nữa. Thì đó là điều của Israel, họ làm gì họ làm thì mọi người đều người ngoài hết, cho nên là cứ nhìn thôi. Thì hiện tại bây giờ ngay cả những cái cuộc bỏ phiếu của Liên Hiệp Quốc á, thì cũng có nhiều nước bỏ phiếu trắng. Bây giờ họ cũng không muốn can thiệp sâu vào nữa, tại vì rất là lớn trong bây giờ, đặc biệt là những cái nước Trung Đông bây giờ họ theo đạo Hồi nhiều á, nên là họ ủng hộ. Còn Israel thì họ lẻ loi, nhưng mà được cái là họ mạnh về quân sự, họ có cả đầu đạn hạt nhân nữa, cho nên là cái điều họ làm gì đó thì họ tự họ biết, chứ người ngoài chắc cũng không dám xen vô, tại vì cái điều này nó cũng khủng khiếp, nó cũng lớn á. Những đất nước Thổ Nhĩ Kỳ cũng can thiệp rồi, Ả Rập Saudi cũng can thiệp, nhiều nước can thiệp với chỗ ủng hộ cho Palestine. Đó là cái điều, nói chung nếu mà Israel không ngừng á, nếu mà Hamas chấp nhận họ giải, tức là Hamas quân đội mà cái thời gian đầu mà tấn công ngày 7 tháng 10 á, họ tấn công vào Israel á, họ bắt con tin người Israel và người ngoại quốc, thì bây giờ nếu mà họ đang đồng ý là chấp nhận trao trả cái những cái người những con tin đó đó, thì mình hy vọng là cuộc chiến ở Israel Hamas sẽ ngừng, mình hy vọng là như vậy. Nếu mà Israel đưa quân vào vô cái dải Gaza luôn, có người Palestine sống ở đó, thì trong tương lai sẽ có một cái cuộc chiến tranh đụng độ lớn hơn. Và chờ tiếp theo thử cái cuộc chiến này sẽ đến đâu, rồi mọi người thấy cũng hầu hợp cô chú anh chị ha. Đó thì ngoài ra thì tình hình ở Ukraine thì cũng có những cái tình hình, những cái tin liên quan đến cuộc chiến rồi tình hình trong nước. Và một cái điều đó là ở thành phố Kherson á, hiện tại bây giờ Nga đã bắt đầu tấn công vào những cái địa điểm biến áp, của chuyện biến áp á, thì làm nhiều khu vực ở thành phố Kherson á mất điện, mất vài giờ, 5 7 giờ, 10 giờ gì đó, nhưng mà được sửa chữa. Hiện tại giờ quân đội ở Ukraine đó, vào thời gian mà năm ngoái, năm 2022 á, quân Nga pháo kích rất là nhiều vô khắp hầu hết đất nước Ukraine luôn, đặc biệt là thủ đô rất là nhiều. Cái thời gian đó mình nhớ trốn vô nhà tắm rất là nhiều, mình nghe tiếng phòng không, tiếng tên lửa mà đánh bùm bùm bùm, nổ tung bùm bùm như vậy, chặn mà ở khu vực mình mà có thể nghe tiếng luôn, cách mấy chục km nhưng mà có thể nghe được luôn, rất là lớn nha cô chú anh chị. Thì á, mất điện một ngày vài giờ vài tiếng, có lúc thì mất điện lâu nhất là hơn một ngày rồi, có những nơi á, là mất lâu nhất là hơn 3 4 ngày luôn đó. Rồi sửa Ukraine thì họ làm việc cũng rất khá nhanh, nhạy bén lắm, phá đến đâu họ sửa đến đó.
rồi sau đó đồng minh rồi Ukraine nữa mua tặng được tặng rồi mua những cái biến áp điện mới để bổ sung sửa chữa, nhưng mà Ukraine không có dám thay cái gì, chỉ như là phục hồi thôi, và có lên kế hoạch là thay thay nữa, nhưng mà vẫn chưa hết chiến tranh, như là người ta cũng chưa có kết nối điện trực tiếp vào những cái khu dân cư, vào những cái biến áp mới. Vì vậy bây giờ mình nghe thông tin là họ đã chuyển những cái biến áp đó qua lại bên châu Âu, những nước đồng minh nó gửi ở đó để cho Nga có phá thì phá vô những cái cũ rồi họ sửa tiếp tục như năm ngoái, chứ họ không có thay những cái mới nữa. Đó là thông tin mà mình biết được. Còn mà hy vọng khi mà hết chiến tranh ấy, tất nhiên người ta sẽ thay mới hoàn toàn chứ không có sửa nữa, tại vì sửa đi sửa lại mà nó cũ, tại vì thời Liên minh Xô Viết tới bây giờ mấy chục năm vẫn còn sử dụng, nhưng mà trong cái thời gian chiến tranh này nếu mà hư rồi chắc người ta cũng sửa cho xong, sửa để sử dụng hiện tại bây giờ thôi, chứ không có thay sẽ thay mới hoàn toàn. Và sau khi hết chiến tranh thì chúng chị cũng thấy biết rồi đó, sẽ được tái thiết nhà nơi nào mà bị phá hủy nhiều á thì người ta sẽ san bằng luôn, người ta sẽ xây những cái chung cư mới, còn những nào mà bị ảnh hưởng thì người ta sẽ tái thiết, người ta sửa chữa khu vực đó. Thì ngoài ra cô chú anh chị khi nói mình quay cảnh bên ngoài thì thật sự thời gian đầu thì mình cũng lén lén mình quay đó, thời gian giữa năm ngoái mình cũng lén lén mình quay, nhưng mà khoảng mấy tháng về lại đây á rất là nhiều thông tin về gián điệp, là ngay cả người dân Ukraine thì hiện tại đang sống ở đây thì họ làm gián điệp á, họ lấy thông tin địa điểm họ quay họ chụp hình chỗ này chỗ kia á, thì sau đó bị bắt hay này kia, bị bắt nhiều thông tin á. Cho nên á mình cảm giác như mình bị sợ chứ chị, mình sợ mình không phải là gián điệp, nhưng mà lỡ mà mình cầm cái máy mình chỉ quay đường phố vô tình, mình quay trúng một cái địa điểm nào đó đi, thì mình không biết được, thì nhiều lúc trong video mà cái tầm nhìn xa mình không có để ý được, nhưng mà đôi lúc người ta phóng to cái video mình ra thì người ta có thể phát hiện. Vì vậy mình sợ nên mình không dám quay nữa, mà hơn nữa khi mà đi ra ngoài đường á, những cái nơi mà có từ ngày xảy ra cuộc chiến tranh á thì quân đội á, người ta hay tập trung những cái địa điểm mà người ta kiểm tra giấy tờ, xem xét giấy tờ, kiểm tra xe rồi đó, thì người ta tập trung, người ta kiểm tra giấy tờ, sợ những cái người chở vũ khí hay chở một cái gì đó nguy hiểm vào thành phố á, vào trung tâm á, thì tất cả đều có những cái địa điểm quân sự hết. Rồi đi trên đường đôi lúc cũng có cảnh sát nữa, mà bây giờ thời buổi chiến tranh á, cái đôi lúc mình ra ngoài mình cầm cái điện thoại, cái cảnh sát thấy nhỏ này sao cầm điện thoại, nó còn nó rượt theo chiếc xe của mình nó hỏi tại sao, phải giải thích cho họ nữa, rồi rất là nhiều, cũng cũng sợ của chú chị, cho nên là mình hạn chế, mình không dám quay, chứ không thợ không, không chứ không phải là không muốn quay đâu, mình rất là muốn quay, mình chia sẻ đến còn bà cô bác nhiều về tình hình ở đây lắm á, nhưng mà sợ ảnh hưởng đến cuộc sống thôi đó. Thì cô chú chị thông cảm ha, khi nào hết chiến tranh thì đi đâu quay đó thì mọi người sẽ biết nhiều hơn đó. Ok, thì một lần nữa cảm ơn bà cô chú chị và các bạn đã nghe mình nói, ủng hộ kênh của mình, cảm ơn rất là nhiều. Ai chưa đăng ký thì đăng ký like ủng hộ cho cái channel của mình nha. Tạm biệt.